Phương, anh làm gì vậy? À, đang làm cái hồ cá. Hồ cá giống như là hồ cá bơi ở không trung đó, mình cũng không biết gọi tên gọi là cái gì hết trơn đó, nhưng mà đang chế hồ cá đây. À, hồ cá này thì nó có gồm 3 phần. Bên này là một hồ, bên này là một hồ và ở giữa này là một hồ. Nếu mà cá nó bơi rồi á thì nó sẽ chui qua cái ống này, nó bơi lên phía trên này. Phía trên này là kiến nha. Đó, rồi đây mới là giai đoạn bước đầu đổ nước vào, đổ nước vào hai cái hồ này. Và bây giờ mình sẽ hút hút không khí ở phía trong này ra thì nước nó từ từ nó sẽ dâng lên phía trên. Hút đây thì mình không có máy hút, thì hút bằng miệng đỡ vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa ống vào, đưa ống luồn vào phía trong để hút cái không khí nó ra. Nhớ bịt được hai đầu ống thì càng tốt, để cho nước nó không có vô trong này, mình hút nó không có bị dính nước. Mà đưa được cái đường ống này vào rồi thì chúng ta cấp nước cho nó, cấp nước để chuẩn bị hút lên.